Đông Hải xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay thì vợ chồng Đông Hải đi vào trong nhà bác cả của bà xã mình. Hôm nay ở trong này thì làm 100 ngày cho bác, bởi vì bác vừa rồi bác ốm đau bệnh tật, bác mất. Thì tính hôm nay cũng là tròn 100 ngày. Ở trên nhà thì đang tổ chức 10 sư thầy đến để làm lễ. Để Đồng Hải tranh thủ đi ra ngoài vườn để quay những cái phong cảnh vườn tược ở đây để giới thiệu tất cả mọi người. Đây, cuộc sống ở trong Lâm Đồng ấy, thì bà con mọi người ở trong những cái vùng này thì chỉ trông vào những cái cây, những cái cây rồi những cái vườn thế thôi, chứ còn hoặc là một số người thì buôn bán. Mọi người có nghe thấy ở phía bên kia không? Tiếng máy đang nổ, đấy là người ta đang tưới vườn cà phê. Cái cà phê thì vừa rồi người ta ép để cho nó thật là héo rồi, thì nó ra cây nó thật là thiếu nước rồi ấy. Thì bắt đầu người ta mới tưới nước để cho nó ra một lượt hoa mới. Đấy, vườn cà phê ở đây rồi thì hạt tiêu. Nói chung ở trong này thì người ta trồng đủ các loại, nó đều hợp với tất cả mọi cái giống cây trồng, nhiều thứ lắm, chanh leo, cà phê, hạt tiêu, rồi thì chuối, sầu riêng, bơ, nói chung đủ loại. Chẳng hạn như đây này, vườn nhà bác mình thì ở đây người ta chăm những cây sầu riêng cũng rất đặc biệt nhá. Chứ đấy, mọi người thấy không, tất cả những cây sầu riêng khi bắt đầu đến trưởng thành chuẩn bị cho ra hoa ấy thì đều được bấm ngọn đây này, tất cả đều bấm ngọn hết. Đây đó là một cái kỹ thuật đấy, chứ không phải là người ta làm bừa đâu. Tỉa bớt những cái cành gốc sâu đi, dưới gốc này mà cắt đi và nó còn ra mầm ra hoa rất là nhiều, nhưng mà những cái này thì đều bỏ hết đi. Đấy, nói về cây bơ thì năm nay là bơ bị sâu rất là nhiều, sâu đầy cành này, không phải riêng nhà mình đâu, nhà mình yếu mà rồi mình phun thuốc đấy. Đây, cây này chắc mới được phun thuốc nên là sâu nằm duỗi thẳng đứng rồi. Cây này rất là sai quả nhá. Đây, còn ở vườn bên cạnh đây thì đang chuẩn bị bón phân vào các gốc cây. Nói thật sự là dòng cây ở đây ấy, thì phân bón rất là nhiều, chứ không phải đơn giản đâu. Phân bò rồi thì ủ những cái vỏ cà phê đốt để lấy cái do nhiều lắm. Quan trọng nhất là cái khâu kỹ thuật tưới nước. Tưới nước mà không đúng quy trình ấy thì nó cũng sẽ bị hỏng, có thể nó bị úng, có thể là nó bị thiếu, thì nó cũng sẽ thu hoạch sẽ kém đi. Ở đây thì trồng rất nhiều các loại cây, bên này là cây xoài này, bơ này, rồi ở đây thì người ta không quy hoạch thành trồng một thứ. Và đây là vườn ở quanh nhà mà, để vừa trồng để ăn, có dư ra thì để bán. Thế còn nếu mà những cái vườn mà người ta trồng chuyên canh cơ, như chẳng hạn như phía đang bơm nước mọi người kìa, thì đấy mới là vườn chuyên canh. Còn đây thì trồng để cho thứ nhất là nó có cây chung quanh nhà và nó cũng có thu hoạch. Đấy, tất cả những cái cây sầu riêng này thì đều được bấm ngọn hết. Còn đây là cái cây chôm chôm. Cái mùa này thì đang không có cái loại hoa quả gì để thu hoạch được nhá, bởi vì tất cả là hết vụ rồi. Ở bên cạnh này thì các cái dòng cà phê, cà phê năm nay được giá nên cũng rất là tốt. Ở dưới kia thì giáp với cái mương nước thì bác trồng dừa, dừa cũng rất là tốt.
Nói chung là cái đất đai thổ nhưỡng của cái Lâm Đồng này thì trồng được rất nhiều các loại cây, kể cả cây khoai mì thôi nó cũng rất là tốt. Để trước mặt mình đây thì đây là một cái cây vú sữa cũng rất là sai, từ tận dưới đất lên luôn. Rất chi là sai quả. Ngon không mọi người? Nhưng bây giờ nó chưa chín đâu. Này chắc là tầm tháng sau. Tháng sau thì nó sẽ căng mọng lên. Cây nhỏ thôi mà rất là sai. Sai lắm. Những cái cây cối đây ấy, thì phải đảm bảo tưới tiêu rất là tốt đây. Ở đây cũng có cái giếng để tưới đây, đường dây điện dòng xuống. Làm gì bác? Đang thấy cái vườn hay hay. Cái cây này mà họ cắt ngọn đi để tác dụng gì bác? À, để cho nó ra cành chứ không cho nó cao vươn gì. À, nhưng mà cái cây này là chưa cho ra hoa ấy. Bây giờ để được đó. Để đấy. À đây, bắt đầu rồi đấy nhỉ. Thế mà cây nhà em lại chả cắt cái ngọn đi. Nó ra hoa nhiều lắm. Cấm. Cây vú sữa này thích nhỉ bác nhỉ? Ừ, quả không. Rồi, sai chữ luôn này. Mà vườn này cớm chứ. Cái họ đang tưới cà phê à anh? Cà phê bây giờ họ tưới là để nó kích ra hoa phải không? Và đất ở đây trồng được các loại cây anh nhỉ? Cây gì cũng trồng nó cũng hợp mà. Bơ cũng tốt. Cây này hỏng hết rồi đâu. Những cây xoa này hỏng hết. Thối đấy. Cây to kia cái gì đó. Cây này may ra được cây này, còn mấy cây kia thì hỏng hết này. Cây này hỏng hết này. Nó đã gãy ngọn kia là nó sẽ bị thối lõi. À. May ra được cây này thôi. Mà cây này để thời gian nữa cũng là hỏng. Bởi vì nó gãy cành kia rồi nó sẽ mục dần xuống cái lõi. Nhà em ngày xưa trồng nhiều xoan lắm. Cây này gì? Sẽ đóng được cái giường đấy. Và đóng được mà cắt mấy cái cây, cả cây này cắt hết đi được rồi. Đây là cái bơm nước kia nó cũng bơm lâu phết rồi đi. Ừ, chạy cả ngày cả đêm. À đấy à. Cái này nó tưới bếp hay là tưới phun? Tưới phun. À. Đấy, cái này phải kỹ thuật ác lắm nhé. Đấy, em thấy cây nào cũng cắt ngọn đây này, cái cây sầu riêng này cây nào cũng cắt ngọn này. Còn cắt là cao lắm. Lúc mình chăm sóc là cũng khó. À, mấy cả gió máy nữa nhỉ. Ở trên kia cây ổi quả to lắm. Đây là cây mít Thái đây. Để nhiều quả quá. Ôi giời, gãy hết cành ở đâu nữa. Ủa cái dưới này quả này sắp chín rồi, này nứt vàng ươm rồi này, vàng này sắp chín rồi. Ôi giời. Một cái cành mít này sai chịu này. Cái mít này cũng phải có cây ngon kìa không. Không biết thầy, sư thầy làm xong chưa? À thì à. Đấy, vừa xong thì là bác thứ hai. Bác cả thì mất hôm nay là được 100 ngày. Thế nên hôm nay con cháu lại anh em lại tụ tập về để làm mâm cơm cúng cho bác.
Ồ, ở đây có cái cây quả gì đây hay thế nhỉ? Mình chưa biết quả gì đây. Rất là lạ. Đấy mọi người ạ, ở đây thì người ta thu hoạch cà phê dùng cái máy người ta sát cái vỏ ra để đốt như này, lấy phần giò rất là tốt. Thôi bây giờ mình lên trên nhà xem nào đã. Đây này mọi người xem này, thấy cây cà phê mình mới đến thì mình không hiểu, mình cứ tưởng là nó sắp chết rồi cơ, bởi vì nó cứ héo rũ ra này. Đấy. Nhưng mà không phải đâu, đây là người ta ép. Đấy, nó ép để cho nó có cái cây gần như kiểu nó đuối nên rồi, không hiểu là đây là một cái kỹ thuật mà. Xong bắt đầu khi cái cây cây bắt đầu nó mức độ là nó thiếu nước, nó héo, các cái cành nó rủ lá, nó rủ vàng này rồi thì bắt đầu người ta mới tưới. Nếu mà được nước trời mưa thì càng tốt, nếu không là người ta sẽ tưới tưới thật đẫm, thế là cây nó tươi tốt lên, thế là nó bung hoa một lượt luôn. Đấy là cái kỹ thuật mà. Đấy. Nên là nếu mà mình vẫn làm vườn ở trong này ấy, thì phải học rất là nhiều, chứ không đơn giản là cứ vào dòng cây xuống là được ăn đâu. Kể cả những cây sầu riêng này này. Đấy như nhà ông em mình mà hôm mình đã quay phim ở trong dưới Hàm Thuận Nam Y đấy, mấy trăm cây sầu riêng mà năm vừa rồi cũng hỏng gần như là hết, vì lý do là chưa nắm được cái kỹ thuật, thế là cái cách chăm sóc nó không tốt đấy. Khi có đậu quả rồi thì quả nó cũng lại bị nấm, bị sâu, rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là những cái lúc cây sầu riêng này mà bắt đầu nó đậu trái ấy, thì cái khâu tưới tiểu nó quan trọng lắm. Ít nước cũng không được, mà nhiều nước thì lại càng không được nữa. Bờ này. Chỉ tội là sâu rồi, sâu lắm. Hoa rất là nhiều, quả đậu nhiều. Mọi người nhìn thấy khu vườn này có thích không? Tất cả bạt ngàn chỉ là vườn thôi. Nhưng mà nói thật sự là chăm bón cũng rất nhiều công và đầu tư vào rất là nhiều tiền. Thế cuộc sống ở nông thôn, những cái vùng mà làm vườn nó là như thế này đấy. Thì vợ chồng nhà mình vẫn còn cái khu vườn tương đối rộng trong kia mà chưa làm đến, bởi vì nói thật sự là làm bây giờ phải đầu tư vào đấy lớn lắm. Bây giờ cũng trồng một số sầu riêng đấy rồi, nhưng mà nó còn nhỏ, chưa được thu. Nên là cứ thỉnh thoảng mới đấy, thuê người phát cỏ thôi, phân bón chút thôi. Chứ cây ấy đâu phải sang năm thứ tư, thứ năm này thì bắt đầu mới phải chăm sóc nó thật nhiều. Để chuẩn bị đến mùa bắt đầu mình cho ra hoa và để thu hoạch quả. Dưới nhà thì mọi người đang hóa vàng cái gì. Ở đây thì có những cái giống mướp đắng mà gọi là mướp đắng dại ấy. Trái nó bé tí này. Để không? Nhỏ xíu xíu luôn. Cái này người ta bảo để làm thuốc. Họ giống rất nhiều các bờ rào nhé. Thì nó rất là nhỏ, kể cả ngọn lẫn cái thân cây nữa, quả cũng thế, nhỏ xíu xíu, nhiều quả lắm. Đấy. Đấy, quả già rồi đấy. Này chỉ làm thuốc chứ còn ăn thì không biết bao nhiêu cho đủ. Đây, rau đây rồng cũng rất là tốt đấy.
cà tím này, rau bắp cải. Bắp cải trong này gọi là rau bắp sú, rau cải canh nhiều, tốt lắm. Phải nói đất ở đây thì quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái kỹ thuật rất là quan trọng anh ạ. Đấy mọi người ạ, nông thôn nó như thế này đây. Nhìn thấy không? Cái vườn tiêu này mênh mông bát ngát luôn. Ở trên này thì tất cả những cây này nó đều là những cây chủ lực để nhà mà phát triển kinh tế rất là bền vững. Có một thời gian ấy thì cà phê người ta phát triển nó ồ ạt quá thì nó cũng bị liêu điêu về cái giá, nhưng mà đến bây giờ thì người dân người ta biết ra trồng cây gì và sản lượng bao nhiêu, thì là bây giờ những cái vườn này nó có giá trị rất là cao và bền vững nữa. Còn đây nữa đây, đây là những vườn chanh leo, người thấy có đẹp không? Quá đẹp luôn, rất là sai quả. Ở phía bên kia thì các máy bơm nước vẫn đang tiếp tục bơm để tưới cho cà phê. Những cái dịp này thì người ta sẽ tưới để cho cà phê ra riêng cái là nó sẽ bung hoa, mà như một số người ta nói là bung lụa đấy. Như thế thì nó sẽ đảm bảo được cái sản lượng. Hoa ở trên leo rất là đẹp, trái trên leo thì rất là mọng, đẹp lắm mọi người ạ. Đấy, thấy không? Để nó bỏ ra đường này. Những cái này cũng yêu cầu kỹ thuật tương đối là cao nhé, chứ không đơn giản đâu, cứ bảo là cái rồng lên là được ăn đâu. Rất là tuyệt vời, mảnh đất Tây Nguyên.